Vốn đã được cả thế giới biết đến là vương quốc hang động, Quảng Bình tiếp tục khai thác thế mạnh này khi vừa đưa thêm tuyến hang động khác và phục vụ du khách, đó là hang Vòm và giếng Vọc có chiều dài gần 1.600 m với nhũ đá, rèm đá buông vô cùng đặc sắc. Hang Vòm và giếng Vọc nằm trong hệ thống hang động của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình sẽ mở cửa đón khách từ đầu tháng 11 năm 2018. Đến với hang Vòm, hang giếng Vọc, du khách có thể lựa chọn chương trình tham quan gồm 1 ngày và 2 ngày 1 đêm. Du khách sẽ được khám phá loại hình du lịch hệ sinh thái động thực vật đa dạng kết hợp trải nghiệm các hoạt động thú vị như lội suối, vượt dốc, cắm trại ngủ qua đêm trong rừng cùng những hệ thống hang động tráng lệ hùng vĩ. Hang Vòm, hang giếng Vọc hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Du khách đến với hang Vòm và giếng Vọc sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động như vượt dốc, lội suối, cắm trại ngủ qua đêm trong rừng.